Xin chào anh chị nhà đầu tư ha Chào mừng anh chị mình đến với kênh youtube của em Kênh youtube chứng khoán NMS Thì như thường lệ cuối ngày Em cũng ngồi lại với anh chị mình Để cùng nhìn nhận qua thị trường của chúng ta Trong phiên giao dịch ngày hôm nay Thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay Thị trường của chúng ta giảm 5,47 điểm Tương đương với 0,51% Cái yếu tố gọi là cái yếu tố mà đáng lo ngại nhất chính là cái việc mà cái yếu tố thanh khoản nó có những cái yếu tố nó tăng cao đúng ạ à, thì đây chính là một cái trạng thái mà cái áp lực cung cho thấy cái áp lực cung hàng nó bắt đầu nó lớn dần và hôm nay cũng là một cái phiên mà cái lượng gọi là cái lượng hàng của những cái cái phiên ngày thứ hai là cái phiên gọi là cái uh, phiên mờ gáp nó về thì anh chị mình sẽ thấy là cái yếu tố áp lực là nó càng lớn rơi vào những cái phiên chiều tuy nhiên là, là anh chị mình sẽ thấy là những cái biên độ của thị trường nó cũng không có yếu tố nó mở rộng có nghĩa là nó cũng chỉ đó, đâu đó là giảm năm bảy gọi là ba điểm năm điểm thôi chứ không phải là một cái yếu tố giảm lớn đối với thị trường của chúng ta tuy vậy thì nhìn qua các các vận động giao dịch của cổ phiếu nó cũng có những cái sự phân lớp về mặt phân hóa có nghĩa là có những cái mạng cổ phiếu nó cũng có những cái trạng thái điều chỉnh với một cái vô lớn tuy nhiên là trái lại đó nó cũng sẽ có những cái mạng cổ phiếu nó mang tính chất điều chỉnh theo cái yếu tố về mặt thị trường và đa phần những cái con mà điều chỉnh theo yếu tố về mặt thị trường á là đều là những cái con mà nó đã vượt định trong những cái giai đoạn vừa qua anh chị lưu ý về cái vấn đề này ha thì liệu cái vấn đề này của thị trường nó có đáng lo ngại hay không thì đánh giá là cái phiên với những cái biên độ giảm điểm của chúng của cái thị trường của chúng ta ngày hôm nay đi kèm với một cái yếu tố thanh công lớn đây là một cho thấy được là cái vùng này là nó xuất hiện cái yếu tố cái lực cung nó cao và cái lực cung này nó đến từ đâu nó đến từ thứ nhất là đến từ lượng hàng của cái cái phiên gáp này về cái thứ hai là cái yếu tố mặt tâm lý lo ngại của những cái sự sụp đổ đổ vỡ của những cái định chế tài chính bên thị trường Mỹ thì với những cái yếu tố tin tức lan truyền trên những trong những cái cái ngày vừa qua chính là những cái gọi là lo ngại về Mỹ gọi là Mỹ sẽ gọi là vỡ nợ này hay là những cái doanh nghiệp của bên Mỹ người ta phá sản này đó ạ liên tục nó xuất hiện như thế thì cái bản chất về mặt tâm lý cũng sẽ ảnh hưởng với những cái cái cái, cái vận động của thị trường của chúng ta cũng như là những cái hành động của nhà đầu tư và những cái sự lo ngại của nhà đầu tư anh chị lưu ý ha tuy nhiên về cái mức độ ảnh hưởng thì anh chị mình cần phải suy xét qua về hai cái vấn đề cái vấn đề đầu tiên á của thị trường của Việt Nam mình với lại cái thị trường của Mỹ là hai cái thị trường này nó đang gặp phải những cái vấn đề nó hoàn toàn khác nhau có nghĩa là bên mỹ người ta đang chịu một cái mức gọi là đang lo ngại về cái gọi là cái vấn đề trong những cái khoảng thời gian vừa qua chính là cái vấn đề về mặt lạm phát mà để mà giảm cái lạm phát thì bắt buộc gọi là phép người ta phải tăng lãi suất mà khi mà tăng lãi suất trong một cái môi trường mà cái nền kinh tế của chúng ta rủi ro nó sẽ gọi là nó sẽ ảnh hưởng với những cái doanh nghiệp gọi là doanh nghiệp có những cái sức khỏe tài chính yếu anh chị mình phải lưu ý ha còn cái vấn đề của việt nam mình không đến từ cái vấn đề về mặt lạm phát đấy nên là anh chị mình sẽ thấy là các gọi là các nước đi cũng như là các gọi là các chính sách của bên mình á nó cũng sẽ khác nhau có nghĩa là bên mình đã giảm lãi suất rồi và anh chị mình cũng có thể thấy được là bên ngân hàng các ngân hàng bên mỹ người ta sụp đổ gọi là gọi là có những cái tin tức cứ vai gọi là vai tuần vài tháng nó lại có một cái ngân hàng người ta sụp đổ đúng không ạ người ta phá sản nhưng mà bên mình em đánh giá với chị mình sẽ không có ngân hàng nào phá sản cả có nghĩa là cái gọi là cái bên mình gọi là cái ngân hàng bên mình á là được giám sát rất là kỹ đối với cái ngân hàng nhà nước mà mỗi một cái ngân hàng mà gặp và gặp phải những cái vấn đề về mặt thanh khoản á thì sao vậy thì nó sẽ có nhiều cái cách giải quyết khác nhau có mà trong đó có hai cái cách giải quyết chính á, là cái cách giải quyết đầu tiên chính là cái việc mà xác nhập lại với một cái ngân hàng khác thì cái điều này nó đã diễn ra trong những cái ngân hàng giống như là Sacombank công xác nhập từ phương đông này hay là tính nghĩa đấy đó. đó là những cái ngân hàng mà nó đã có những cái sự xác nhập cái yếu tố thứ hai là ngân hàng nhà nước sẽ mua lại với giá không đồng từ đó sao chị, từ đó sẽ tái cấu trúc trở lại, đưa những cái gọi là đưa những cái cái lãnh đạo, lãnh đạo của những cái nhân ngân hàng khác người ta vào để mà người ta tái cấu trúc trở lại. Đấy nên là anh chị mình sẽ thấy là hầu như ngân hàng của bên mình không có chuyện mà phá sản. Anh chị lưu ý, và một cái vấn đề nữa là cái là cái nghiệp vụ đầu tư của hai bên ngân hàng nó khác nhau. Có nghĩa là bên Mỹ anh chị mình sẽ thấy là một cái mức độ cái tính dân chủ nó rất là cao, nên là anh chị mình sẽ thấy là khi á mà cái lượng tiền từ trong người dân đổ vào ngân hàng lớn á gọi là đổ vào cái cái lượng đổ vào uh, ngân hàng nó ngày một nó lớn á nhưng mà cái đầu ra nó lại không có có nghĩa là các gọi là cái nền kinh tế nó rủi ro thì không doanh nghiệp nào đi vay nên là cái ngân hàng bên mỹ á người ta sẽ chị người ta đem đi để mà người ta đầu tư nó là anh chị mình sẽ thấy những cái kết quả đầu tư là có là có cổ phiếu nè có trái phiếu nè mà trong cái năm 2022 vừa qua là cái mức độ sụt giảm nó rất là nhiều đấy nên là nó sẽ ảnh hưởng với những cái khoản đầu tư này của các ngân hàng gọi là ngân hàng bên Mỹ từ đó nó sẽ làm cho cái yếu tố về mặt thanh khoản nó bị sụt giảm và nó làm cho cái hệ số đảm bảo về mặt thanh toán nó thấp đi mà gọi là đến một lúc gọi là thì gọi là nhà tư mình thấy gọi là ồ ạt người ta rút ra thì sao anh chị thì ngân hàng người ta không có được lượng tiền để mà người ta ngồi là người ta đáp ứng đủ cái mức độ thanh khoản dẫn đến những cái tình trạng sụp đổ và phá sản anh chị lưu ý ha còn cái nghiệp vụ của bên ngân hàng bên mình á là chủ yếu là nghiệp vụ cho vay có nghĩa là cái nghiệp vụ mà đi đầu tư á thì nó sẽ đặt, gọi là nó sẽ rước cái rủi ro vào cái bên trong cái ngân hàng có nghĩa là cái rủi ro gọi là tại vì cái bản chất là cái những cái ngành nghề đầu tư đều là nó mang tính chất rủi ro mà đúng không ạ còn cái nghiệp vụ của ngân hàng bên mình á là chủ yếu là nghiệp vụ cho vay có nghĩa là ăn theo những cái khoản chênh lệch gọi là mình mà mình à, hay còn gọi là kinh doanh tiền á đấy đa phần cái ngân hàng gọi là hầu hết là các ngân hàng của bên mình là đều là những cái nghiệp vụ cho vay nên là cái rủi ro nó gọi là cái rủi ro này sẽ đẩy đẩy gọi là đẩy cho cái người cho vay cái chứ gọi là ngân hàng người ta không có ôm vào đấy nên là hai cái sự khác biệt như thế thì chị mình sẽ thấy là ngân hàng bên mỹ á, phá sản rất là nhiều nhưng mà sao chị ngân hàng bên mình hầu như là không có phá sản đấy nên là nó cũng tùy thuộc vào cái gọi là cái cái nghiệp vụ gọi là cái nghiệp vụ của từng của hai cái hai cái nền tài chính cái yếu tố thứ hai chính là cái việc mà cái chính sách của chính phủ của chúng ta đặt ra ha à, đã nên làm đánh giá với chị mình nó về mặt ngắn hạn nó sẽ có ảnh hưởng về mặt tâm lý về mặt gọi là lo ngại nhưng mà sao chị nhưng mà về mặt gọi là đánh giá về mặt nội tại thì đánh giá nó không phải là những yếu tố quá là rủi ro đối với cái các nền cái các nền định chế Uh, tài chính của Việt Nam mình ha, cái là cái vấn đề đầu tiên uh, mà thị trường của chúng ta nó có những cái yếu tố mà nó xuất hiện uh, những cái uh, cái áp lực bán trong cái những cái phiên vừa qua. cái yếu tố thứ hai là cái việc mà bản chất của thị trường nó gọi là nó có hai phiên tăng quá là nhanh đi. thì hai phiên tăng quá là nhanh đó nó vô cùng chung nó gặp lại những cái vùng kháng cự và cái vùng kháng cự này là một cái vùng mà đánh giá là từ cái năm từ cái tháng 12 có nghĩa là từ cuối năm ngoái nó để hình thành nên cho anh chị mình là cái vùng này là cái vùng kháng cự Đúng không ạ? Vùng này là cái vùng nó xuất hiện những các lực bán nên là cái việc mà khi mà nó bùng nổ một cách nhanh, Bùng nó một cách mạnh như thế nó vô trong nó gặp lại những cái vùng kháng cự lớn này, có nghĩa là nó nó đã nó đã, nó đã ghim sâu trong đầu nhà đầu tư mình á là cái vùng này là cái vùng kháng cự của thị trường và anh đánh giá là khi mà nhắc đến vùng 1080, vùng 1100 thì ai ai cũng biết cả đối với thị trường của chúng ta nên là cái việc mà khi mà nó có những yếu tố nó tiềm cận một cách nhanh chóng như thế thì gọi là cái áp lực cung hàng nó tung ra là một cái điều hoàn toàn bình thường và hoàn toàn dễ hiểu đối với các vận động của thị trường của chúng ta. À, đấy nên là cả khi mà cái áp lực cung nó tuôn ra như thế thì vô hình chung nó cộng hưởng với những cái lo ngại thì nó làm cho thị trường chúng ta trong à, ba phiên gần đây thì có hai phiên nó có những yếu tố áp lực giảm với một cái thành khoản lớn tuy nhiên là cái yếu tố mở biên nó không có cao anh chị mình phải lưu ý về cái vấn đề này à, thì đánh giá với những cái xung lực của thị trường và với những cái cách vận động của thị trường chỉ cần nó không có những cái yếu tố trước biên lớn thì cái sóng này nó vẫn còn đang duy trì anh chị mình phải lưu ý Ha Về cái vấn đề này Rồi anh chị mình để Tiếp theo Cái vấn đề tiếp theo nữa Là có nghĩa là Trong cái khoảng Gọi là trước đây nó có những cái thường những cái giai đoạn mà khi mà nó về lại cái vùng kháng cự này thì thị trường chúng ta nó cũng sẽ có những cái mức độ biến động nhưng mà cái mức độ biến động nào là mới là mức độ biến động tốt mức độ biến động nào là mức độ biến động xấu có nghĩa là mức độ biến động mà nó mang tính chất tích cực á là gọi là nó không thủng khỏi những cái vùng mà cái yếu tố mở biên của thị trường đi lên có nghĩa là cái phiên mở biên đầu tiên đi lên á mà nó không thủng á thì đó chính là những cái trạng thái gọi là trạng thái mình gọi là nó tạo ra những cái biên độ chững lại một cái vùng co để mà nó tạo ra những cái sự hấp thụ và càng về sau bắt đầu cái thanh còn nó cạn kiệt dần có nghĩa là cái volume nó cạn kiệt dần để mà nó tạo ra những yếu tố hấp thụ như thế thì nó vẫn sẽ còn tiếp tục cho một cái quá trình đi lên tiếp theo anh chị mình lưu ý ha à. nó có giống như là nó gọi là cái gọi là cái trường hợp những cái trường hợp vừa qua này có nghĩa là cái phiên này á là một cái phiên mà thị trường chúng ta xác nhận mở biên đi lên đúng không à, ạ thì bắt đầu nó tạo ra một yếu tố dần co này chỉ cần nó không phủ định là cái phiên này thì sao chị thì cái thị trường người ta vẫn có những cái cơ hội đầu tư nó tốt đúng không à. ạ sau đó sao chị bắt đầu nó tạo ra một cái yếu tố gọi là nó về lại cái biên dưới này này thì đó là những cái lúc mà thị trường người ta xuất hiện những cái gọi là cái chu kỳ giao thoa có nghĩa là cái dòng nhận sống trong cái khoảng thời gian qua nó kết thúc và nó bắt đầu bắt đầu cho một cái dòng nhận sống mới anh chị lưu ý ha, à, còn cái thời điểm này cũng thế có nghĩa là cái phiên này là một cái phiên mà mở biên xác nhận cho thị trường của chúng ta đấy nên là khi mà nó mở biên đi lên nó các vùng kháng cự thì có thể nó sẽ test về là cái vùng này chính là cái vùng hỗ trợ và em đánh giá là cái vùng khoảng là cái phiên ngày mai ấy, hay là những cái phiên tiếp theo anh chị mình có thể mình để cái vùng 1055 đúng vùng 1060 nó sẽ là những cái vùng hỗ trợ của thị trường có thể là khi mà nó test về lại vùng này nè thì nó sẽ có một cái giai đoạn nó hồi phục nó hồi phục đến đâu thì mình sẽ chưa biết nhưng mà khả năng rất là cao là về vùng này nó sẽ có những yếu tố hồi phục tại vì sao tại vì cái vùng này là cái vùng phản ứng giá của thị trường trong cái khoảng thời gian vừa qua có nghĩa là khi mà nó gọi là giống như là nhịp này nè có nghĩa là phiên này phiên áp lực bán này hàng về áp lực bán tiếp này nhưng mà khi mà nó nhúng về lại vùng 1060 vùng 1000 gọi là vùng 1055 1060 á nó cũng sẽ có những cái giai đoạn nó hồi phục trở lại anh chị lưu ý ha à, còn cái đấy là một cái trường hợp gọi là cái trường hợp tích cực nhưng mà cái trường hợp này á thì với một cái volume lớn như thế này á thì sao anh chị thì nếu mà nó có những cái giai đoạn nó hồi phục trở lại á thì nó sẽ tạo ra một cái biên độ dằn co có nghĩa là biên độ để để mà nó tạo ra một cái sự hấp thụ và những cái biên độ khi mà nó tạo ra được những cái cái vùng dằn co như thế này này là anh chị mình không gọi là chỉ cần cái thị trường chỉ cần cái biên độ nó không có những cái yếu tố mở biên lớn thôi thì sao anh chị thì cái việc mà mình cứ nên tập trung vào cái mà cổ phiếu đúng không à, ạ tập trung vào cái những cái sự vận động của cổ phiếu cổ phiếu nào dẫn dắt thì nó phải sẽ nó tiếp tục dẫn dắt cổ phiếu nào nó hồi phục gọi là nó tạo ra một cái nhịp gọi là giao dịch theo biên á có nghĩa là biên trên biên dưới á là về biên trên là những cái vùng để cho anh chị mình gọi là mình chốt lại đúng không ạ Đấy, còn cái trường hợp thứ hai chính là cái việc mà khi mà yếu tố mở biên nhưng mà nó không thành công có nghĩa là giai đoạn nó, nó giống với những cái nhịp này này có nghĩa là khi mà nó tạo ra một cái biên độ gọi là cái phiên xác nhận đi lên đi chẳng hạn khi mà nó thúng gọi là anh chị mình thấy nè khi mà nó về lại những cái vùng này nè à, nó sẽ có những cái điểm nó khân lại nhưng mà khi mà cái phiên này nó phù định lại á, thì cổ phiếu của thị trường chúng ta nó sẽ có một cái nhịp điều chỉnh và cái nhịp điều chỉnh điều chỉnh như thế thì trong giai đoạn này á, thì đánh giá nó sẽ không có quá là mạnh giống như là giai đoạn này nữa mà nó sẽ tạo ra một cái cơn sóng giao thoa anh chị lưu ý ha nó giống với những cái nhịp tiếp theo này có nghĩa là những cái phiên mở biên đi lên á mà nó gọi là mẹ nó phụ đỉnh lại á, thì đó, đó mới là những cái trạng thái rủi ro của cổ phiếu của thị trường ta. Còn cái trường hợp mà trong giai đoạn này á nếu mà nó có những cái trạng thái mà nó phụ đỉnh lại cái phiên này đi chẳng hạn hay là nó về lại những cái vùng đáy dưới này chẳng hạn, nó lắp lại cái áp này chẳng hạn thì lúc đó là những cái chu kỳ giao thoa sống mới nó sẽ ra đời có nghĩa là cái dòng nào dẫn sống trong dẫn nhịp trong cái giai đoạn này nè bắt đầu nó sẽ chững lại và nó sẽ thay thế bằng những cái nhóm ngành mới bằng những cái gọi là cái cái dòng mới để mà nó dẫn dắt cho những cái nhịp độ tiếp theo anh chị lưu ý ha có nghĩa là cơ bản thị trường ta vẫn đang là một cái thị trường tích lũy nên là những cái vận động gọi là vận động bên biên trên biên dưới như thế này nó cũng không phải là một cái yếu tố rủi ro đối với cổ phiếu nhưng mà cái quan trọng nhất là cái việc mà mình lựa chọn theo từng từng cái nhịp á từng cái nhịp đi lên á mình lựa chọn vào những cái mà cổ phiếu nào mình đánh giống như là đơn giản giống như là những cái con giống như con DG để chẳng hạn đấy thị trường của chúng ta nó vẫn điều chỉnh nó vẫn là nó, nó đang tạo ra một cái phiên điều chỉnh để chẳng hạn nhưng mà tôi tô lại cái cổ phiếu nó vẫn đi lên nó là cái việc mà anh chị mình gọi là mình có được những vị thế tốt á thì mình sẽ an toàn mình chấp nhận cho những cái nhịp điều chỉnh hai ba phần trăm năm bảy phần trăm trong những cái giai đoạn này để mà chi để mà khi mà thị trường của ta nó bắt đầu nó cân bằng ổn định trở lại á thì sao anh chị nó giống với nhịp này nè chỉ cần cân bằng ổn định thôi thì cổ phiếu nó vẫn sẽ tiếp tục nó tạo ra một cái xu thế đi lên tiếp tục anh chị lưu ý về cái vấn đề này ha đấy là cái bản chất về mặt thị trường của chúng ta mà anh chị mình cần chú ý tới và ngày mai cũng là cái phiên đã hàng phải sinh nên là anh chị mình sẽ thấy ngày mai á là một những cái mà cổ phiếu nó mang tính chất điều tiết á nó sẽ đem ra để mà nó tạo ra một cái gọi là cái vùng tâm lý và thường nó sẽ biến động khoảng đâu đó là từ cái gọi là từ 14 giờ này và ba cái ba cái mốc là 14 giờ, 14 giờ 15 với lại 13 gọi là trong phiên ATC nó sẽ là những cái sự biến động và nó sẽ gây lên một cái hiệu ứng gọi là cái nhiều chỉ số cho thị trường của chúng ta ha. Thì em vẫn kỳ vọng cho thị trường của chúng ta nó sẽ tạo ra một cái vùng hấp thụ, đấy vùng hấp thụ đi ngang quanh cái ngưỡng này này, Đấy, bắt đầu sao chị có thể là giai đoạn đầu nó sẽ biến lỏng nhưng mà bắt đầu nó sao chị bắt đầu nó thu hẹp cái biên độ lại cạn cung dần trở lại thì lúc đó nó sẽ tạo ra được một cái dư địa tăng mới cho thị trường của chúng ta em vẫn đang kỳ vọng cho những cái kịch bản này của thị trường ha còn gọi là mình cũng sẽ chuẩn bị cho những điều xấu nhất là cái việc mà nó phu định lại nó về lại những cái vùng biên dưới như thế này này thì lúc đó là một cái chuẩn bị cho một cái chu kỳ giao so thoa so, sống so tiếp tục có nghĩa là lúc đó là nó sẽ, nó sẽ tạo ra một cái sống mới có nghĩa là những cái dòng nào mà nó tạo được tiền đề tốt trong những cái giai đoạn này á có nghĩa là cái dòng nào mà nó tăng được trong nhiều này này nè bắt đầu nếu mà chu kỳ giao thoa nó xuất hiện á thì cái dòng đó nó sẽ dừng lại và nó sẽ thay thế bởi những cái nhóm ngành mới có thể là dầu khí có thể là đầu tư công đi chẳng hạn đấy nó lại mơ ra những cái cơ hội đánh gọi là đánh những cái cái sóng nhận dắt để cho những cái nhịp sau này của thị trường của chúng ta ha nhưng mà cái kịch bản đó thì em đánh giá thì à, em không kỳ vọng ha em kỳ vọng cho những cái nhịp nó bắt đầu nó, nó đi ngang này nên là chỉ mình có thể mình chú ý cho những cái mốc vùng hỗ trợ là vùng 1055 vùng 1060 Đấy, nếu mà nó biến động có thể là ngày mai nó tạo ra những yếu hướng nó test về này sau đó nó hồi phục lên sau đó đi ngang trở lại đây là những cái vùng gọi là cái vùng dần co của cổ phiếu và bắt buộc nó phải có một cái yếu tố nó kiệt cung đó. thì lúc đó nó mới là những cái yếu tố an toàn ha còn cái thời điểm này là cái volume nó tương đối lớn đó nên là nhìn chung là cái áp lực nó còn nó vẫn sẽ còn còn diễn ra trong một vài phiên sắp tới nữa có nghĩa là cái áp lực nó có thể là nó kéo nhúng xuống thật là nó có thể nó kéo tết lên đó nhưng mà cái quan trọng nhất đó là nó đừng có mở biên có nghĩa là đừng có mở biên lớn thì sao chị thì mình cứ tập trung vào cái mặt cổ phiếu là đẹp nhất ha nói thì khi mà cái nó tạo ra những cái vùng nền biên gọi là biên dằn con như thế biên hấp thụ như thế thì cái việc của mình là mình phải tập trung vào cái cổ phiếu có nghĩa là cổ phiếu nào á mà nó có điểm mua thì chị mình cứ mua còn cổ phiếu nào mà nó có điểm bán thì chị mình cứ bán chỉ cần thị trường của chúng ta nó không có một cái yếu tố mở biên lớn thôi ha mà đặc biệt là trong những cái giai đoạn này nếu mà tạo ra những cái điểm mua mới thì sao anh chị thì đều là những cái trạng thái đánh ngắn cả anh chị mình phải lưu ý ha còn nếu mà mình muốn đánh đánh sống á thì phải sao anh chị mình phải đánh từ những cái giai đoạn đầu của chu kỳ anh chị mình thấy giống như là con DG không chẳng hạn có nghĩa là đầu những cái chu kỳ này bắt đầu thị trường của chúng ta cân bằng này cổ phiếu bắt đầu nó có những cái trạng thái nó bước thoát lên thì sao anh chị thì chị mình nắm cho cả một cái cơn sóng này thậm chí là nó điều chỉnh về giá 20 đồ đi chẳng hạn thì cái việc mà gọi là cái vị thế của chị mình tốt á mình chấp nhận cho những cái nhịp điều chỉnh này của cổ phiếu đúng ạ à? thì sau đó sao chị sau đó coi thị trường của chúng ta ổn định thì cổ phiếu nó vẫn tiếp tục nó tăng để mà nó dẫn dắt cho hết một cái chu kỳ nên là anh chị mình có thể mình để cho những con leader á mà cái con leader mà nó không có những cái tín hiệu nó chặn lại á anh chị mình sẽ thấy á là giống như con dg này anh chị mình thấy volume nó bán nó không có nhiều đúng ạ à? giống như là những cái con như con lcg đi chẳng hạn có nghĩa là cái cơn sóng nó vẫn tiếp nó sẽ còn tiếp tục duy trì khi mà cái mã cổ phiếu leader nó vẫn còn chạy đúng ạ à? đến một lúc nào đó bắt đầu nó chận lại này thì đồ, là thị trường của ta nó sẽ bắt đầu nó đi ngang để mà nó tạo ra một cái giai đoạn giao thoa mới đúng ạ à? đấy nó là những cái con mà nó gọi là nó vẫn có khả năng nó tiếp tục chạy á gọi là những con leader mà nó tiếp tục chạy á thì thị trường người ta nó vẫn sẽ còn những cái nhịp sóng này hay à, là những trạng thái giống như là ai đi chẳng hạn đấy bsi bây giờ nó mới chỉnh này đúng ạ à? đến bây giờ nó mới chỉnh anh chị mình thấy không có nghĩa là thị trường ta bắt đầu nó gọi là nó tạo ra một cái gọi là nó đến cuối một cái giai đoạn này có nghĩa là điều chỉnh này nó không chỉnh đúng không ạ tăng lên này nó cũng không tăng đấy nhưng mà sao chị bắt đầu nó giai đoạn này nó mới điều chỉnh có nghĩa là những cái con mà leader là những cái con nó điều chỉnh sau cùng đấy thì lúc đó là gọi là nên là cái việc mà mình đầu tư á thì mình, mình, mình tập trung gọi là cái phong bổ Cái tiền đồng vốn nhiều cho những cái con leader đúng không ạ giống như là những giai đoạn này này bắt đầu thị trường cân bằng thì con này bắt đầu nó đi lên đấy anh chị mình sẽ thấy là cái yếu tố đi lên của cổ phiếu á, gọi là cái cơn sóng này của những cái mà cổ phiếu leader nó duy trì á là gọi là khi mà cái con này nó vẫn tiếp tục nó tăng đúng không ạ mặc dù tấp thị trường của chúng ta nó chỉnh luôn này nhưng mà những con này nó vẫn tiếp tục là tăng đấy thì cái mức độ ảnh hưởng gọi là ảnh hưởng lớn nhất là những cái mã cổ phiếu mà nó có những cái sự vận động chung theo cái thị trường á có nghĩa là yếu hơn thị trường á nó mới là những cái con mà nó gọi là nó rủi ra nhất còn những cái mã cổ phiếu mà thuộc dạng nó khỏe hơn thị trường là những cái con mà nó sẽ điều chỉnh sau cùng ha thì em kỳ vọng cho cái biên độ này của thị trường thì chú ý cho mốc 1055 đến vùng 1060 đấy cân cân bằng quanh ngưỡng này thì thị trường ra nó sẽ còn tiếp tục cho một cái nhịp tăng mới anh chị lùi ha còn những cái gọi là cái điểm mà để cho anh chị mình chốt á có nghĩa là những cái con nào á mà mình đánh theo cái dạng mà giao dịch theo biên á có nghĩa là biên trên biên dưới á thì hôm trước em cũng có đề cập với anh chị mình rồi á là cứ lên biên trên con nào mà giao dịch theo biên là lên biên trên anh chị mình cứ bán ra gọi là bán ra mà đừng cũng đừng có bán hết có nghĩa là bán ra bán có đâu đó là khoảng 1 phần hai thôi có nghĩa là 50% phần trăm đúng không ạ chờ đợi đợi cái 50% phần trăm đó để mà anh chị mình đánh cho những cái nhịp sống sau giống như tương tự như giống như những cái giai đoạn này này có nghĩa là bsi này đi chẳng hạn có nghĩa là nó nó tăng gọi là nó tăng nó hồi nó tăng nó hồi đi chẳng hạn gọi là những cái trạng thái giao dịch theo biên này có nghĩa là gọi nó đang giao dịch giai đoạn trước thì những con này sao anh chị con này nó vẫn có khả năng để mà nó hồi lại biên trên này cứ lề lại biên trên chị mình bán ra một phần hai đi chẳng hạn thì mình còn giữ một phần hai để chờ đợi những cái nhịp này này bắt đầu nó xác nhận xu hướng này thì ở đây xác nhận cho dòng nhận dắt này thì chị mình vô cái tập trung mình gọi là mình có vị thế sẵn á mình vô tập trung mình đánh cho những cái nhịp này gia tăng những cái nhịp này thì chị mình sẽ ăn được cái nhịp sau ha à, đấy nên là đa phần là những cái cách để cho anh chị mình có thể mình chốt lại cũng như là mình vừa mình mình vừa chốt lại có nghĩa là mình vừa chốt được cái nhịp này mà mình cũng sẽ vừa để mà mình chuẩn bị cho những cái con sống sau còn đối với những cái mã cổ phiếu mà thuộc dạng leader giống như là con dg đây chẳng hạn thì khi nào mình nên chốt có nghĩa là khi mà cái bắt đầu cái dư địa tăng nó bắt đầu nó thu hẹp tại vì gọi là cái đặc tính nó như thế nào cái đặc tính đó là khi mà cái volume nó tăng lên có nghĩa là cái gọi là cái nguồn lực nó tăng lên nhưng mà cái giá cổ phiếu nó không tăng nữa có nghĩa là nó tạo ra một cái vùng nền biên giao dịch lỏng lẻo còn cái giai đoạn này thì cái thanh còn nó không phải là thanh còn lớn có nghĩa là cái hiện tại đây là chỉ là những cái nhịp rung lắc trong một cái đà tăng Đấy, còn những cái mà còn những cái nhịp mà nó thuộc dạng gọi là nó chững lại á, nó tạo ra một cái biên độ bắt đầu nó lỏng lẻo này Đấy, đúng không à, ạ bắt đầu nó lỏng lẻo này bắt đầu thanh còn lớn này mà giá cổ phiếu không tăng nữa thì lúc đó sao vậy lúc đó là nó sẽ báo hiệu cho những cái giai đoạn đi ngang đối với cổ phiếu có nghĩa là nó đủ những cái dư địa trong nhịp này ha giống như là bi tương tự như thế anh chị mình cứ nhìn qua những cái vận động trước đây của những cái con leader thì chị mình sẽ thấy này bi này đúng không à, thanh còn lớn này thanh còn lớn này sao chị bắt đầu giai đoạn lỏng lẻo thì cổ phiếu nó hết dư địa nó tăng tại vì giai nhịp này nó tăng rất là mạnh rồi đúng ạ à, nó tăng, tăng hết sóng rồi thì nhịp này bắt đầu sao chị bắt đầu nó cái lượng cung nó tuôn ra và cái dòng tiền nó không chấp nhận nó vào nữa có nghĩa là nó phải cần có một cái thời gian để mà nó nó tiêu hóa những cái dòng tiền này đi đấy thì lúc đó sao chị thì cái nhịp sau đó nó mới đánh tiếp có nghĩa là một cái giai đoạn gọi là đi lên này nó đúng ạ à. nó chạy theo một cái giai đoạn sống nó dẫn sống sau đó nó bắt đầu nó đi ngang nó hấp thụ hấp thụ xong rồi sao chị mới đánh tiếp được chứ không thể nào mà nó cứ đi lên mãi mãi được anh chị mình lưu ý ha à, và trong những cái khoảng thời gian mà nó bắt đầu đi ngang á thì cái dòng dẫn mới nó sẽ ra đời ha à, còn cái thời điểm này sao chị con dg là con dẫn dắt nhưng mà nó chưa có một cái biểu hiện cho một cái cái yếu tố của là cổ phiếu nó bắt đầu nó đi ngang gọi là hay là giao dịch long leo cả anh chị mình phải lưu ý ha à, nên làm đánh giá thị trường của chúng ta vẫn có khả năng lên tiếp trong những cái phiên sau nhưng mà cái quan trọng nhất khi mình là test về nó phải có những cái yếu tố nó lực đỏ nên là cái cái chú ý cái mốc vùng 1055 vùng 1060 là mà là cái mốc mà đánh giá là nó nó là những cái mốc hỗ trợ ha và cái yếu tố tiêm quyết tiếp theo nữa để mà mình có thể mình xác định cho một cái cơn sóng nó kết thúc hay chưa hay là một cái yếu tố của một cái mã cổ phiếu mà nó có những cái gọi là cái kết thúc của một chu kỳ hay chưa nó thể hiện qua một cái thứ nhất là cái khối lượng thì em có mới đề cập với anh chị mình cái thứ hai chính là cái tốc độ giao dịch có nghĩa là cái, cái, tốc độ khớp lệnh của cổ phiếu á nếu mà anh chị mình quan sát trong phiên thì mình sẽ thấy cái vấn đề này thì cái vấn đề này thì bắt buộc phải có yếu tố quan sát trong phiên ha có nghĩa là khi mà cái tốc độ khớp lệnh gọi là những cái lệnh lớn nó khớp khớp liên tục á có nghĩa là nó giao dịch với một cái biên độ lỏng lẽo cứ gọi là gọi là tăng tăng hai phần trăm sau đó nó giảm về không trăm về tham chiếu rồi cứ tăng hai phần trăm như thế mà cái tốc độ lệnh nó đi liên tục á thì lúc đó là những cái lúc mà nó sẽ báo hiệu cho một cái vùng cung nó tuôn ra đối với cổ phiếu và lúc đó là những cái lúc mà nó sẽ cần có những cái khoảng thời gian nó bắt đầu nó gọi là cái biên độ nó bắt đầu nó thu hẹp ra lại đấy nên là anh chị mình để cho hai cái hai uh, cái, uh, cái cái cái, cái đặc tính này ha thứ nhất là khối lượng cái thứ hai là cái tốc độ giao dịch của cổ phiếu à còn những cái mã cổ phiếu á anh chị mình sẽ thấy trong giai đoạn này giống như là những cái nhóm ngành mà em ít đề cập với anh chị mình á giống như là những cái nhóm ngành ngân hàng hay là những cái nhóm ngành lớn á như ngân hàng này stb hay là bid ctg á thì thường những con này nó nó mạnh á nó mạnh khi nào chị? nó mạnh khi mà thị trường chung của chúng ta nó có một cái giai đoạn sóng còn bản chất sideways thì tương đối khó, có nghĩa là nó chỉ đóng vai trò là một cái nhịp gọi là cổ phiếu nó giữ nhịp thôi, nó có nghĩa là nó vẫn đi trong một cái vùng nền biên sideways thôi anh chị lưu ý. À, còn khi nào nó có sóng lớn á, thì nó bắt buộc thị trường chúng ta nó phải có một cái gọi là khi nào nó mạnh á, thì thị trường của chúng ta nó phải có sóng. Chứ còn thị trường của chúng ta đi ngang thì rất là khó để cho những cái dòng tiền nó đổ bộ vào những cái mặt cổ phiếu gọi là thuộc dạng lớn, giống như là những cái dòng lớn giống như là nhóm ngành ngân hàng được. Ha à, nó chỉ có ngoại trừ một vài cái mảng cổ phiếu thôi. Nhưng mà với những cái yếu tố mà nó đi theo một cái cách riêng lẻ thì thường nó sẽ không có đi xa để mà đi xa hay sao gì gọi là mình hay mình nói là đi nhanh thì đi một mình nhưng mà đi xa thì phải đi cùng nhau nên nó có, có những cái sự bố trợ như thế gọi là bổ trợ cho nhau á thì nó mới đi xa được đấy nên là trong những cái nhịp sống sâu là nếu mà chị mình gọi là khi nó tạo ra một cái điểm nha gọi là điểm giao thoa sống đây chẳng hạn thì chị mình gọi là nếu mà mình để mà mình quyết định mình đầu tư cho một cái mạng cổ phiếu nào á gọi là thuộc dạng dạng sống á thì mình phải nhìn qua những cái trạng thái tích lũy của là của những cái mã cổ phiếu uh, gọi là mã cổ phiếu cùng ngành đó. Nó giống như là chị mình sẽ thấy BSI nó tăng á thì lúc mà con BSI nó tăng á thì chị mình nhìn qua những cái mã cổ phiếu ngân hàng khác nó đều đang trong một cái nhịp độ tích lũy như thế này này. Nó đều đang trong một cái nhịp độ tích lũy. Đúng ạ? À. để mà nó hỗ trợ cho một cái quá trình đi lên. Hay là lúc mà con LCG nó tăng á thì chị mình nhìn qua con HHV anh chị mình nhìn qua con uh, uh, con uh, VCG hay là C4G nó đều trong một cái trạng thái tích lũy và sẵn sàng đi lên, đúng ạ? À? Hay là nhịp này anh chị mình thấy con Dg, đúng ạ? À? Dg nó tăng, anh chị mình nhìn qua những cái trạng thái khác của nhóm của các mã cổ phiếu nhóm ngành nó đều trong một cái nhịp độ tích lũy, đúng ạ? À? Có nghĩa là nó chít nó không gây qua ra một cái yếu tố tiêu cực và nó sẵn sàng tăng khi mà cổ phiếu nó có nó phát đi tín hiệu. ha à? Còn đây là những cái nhịp sau giống như nếu mà nhóm ngành đầu tư công á, nếu mà đầu tư công nó chạy á. Nên gọi là nó dạng sống á thì nếu mà anh chị mình xác định cho dòng đầu tư công á thì mình sẽ nhìn qua những cái con như con C4G, con LCG, con VCG, con HHV hay là nhóm ngành dầu khí thì chị mình nhìn qua BVD, BVS, BSR hay là BVC đúng không à? ạ hay là nhóm ngành thép thì HBG, HNG, năm kim đấy 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 là những cái cái gọi là cái cái kinh nghiệm để mà anh chị mình có thể mình nhận diện cho một cái cơn sóng tiếp theo gọi là cơn sóng giao thoa ha còn cái cơn sóng này thì em đánh giá về cái tín hiệu này áp lực là có nhưng mà em đánh giá nó cái tín hiệu nó kết thúc là nó chưa anh chị lưu ý ha nên là có thể ngày mai nó nhúng xuống sau đó nó hồi phục trở lại bắt đầu nó tạo ra một cái biên độ đi ngang thì nó sẽ còn có những cái yếu tố nó tiếp diễn trong một cái nhịp độ song song nữa ha thì đó là một vài cái nhận định của em về cái yếu tố về mặt thị trường chung của chúng ta ha còn uh, tiếp theo đây mình sẽ đi qua mình phân tích về một vài cái mã cổ phiếu đặc tính gọi uh, là đặc điểm của từng cái dòng để mà anh chị mình có thể mình chú ý mình theo dõi ha thì nếu mà anh chị mình lần đầu tiên xem video của em anh chị mình đừng quên like và subscribe kênh để mà nhận những cái thông báo mới nhất cũng là những cái động lực để mà ra những video tiếp theo ha thì uh, quay trở lại đối với cái việc mà mình nhận định đối với thị trường của chúng ta thì uh, thì uh, đầu tiên là mình sẽ đi qua mình phân tích về một vài cái nhóm ngành đầu tiên là nhóm ngành bất động sản thì bất động sản chị mình sẽ thấy cái con leader là cái con mà nó chưa cho thấy được một yếu tố phân phối đúng không ạ những cái phiên như thế này là những cái phiên mà áp lực trong một cái gọi là áp lực chốt lại trong một cái đà tăng mà tương những cái giai đoạn đi lên cổ phiếu thì cái xuất hiện những cái phiên này là cũng là hoàn toàn bình thường thôi anh chị lưu ý ha giống như là một cái nhịp tăng của cổ phiếu này đấy một cái nhịp tăng của cổ phiếu này ấy thì nó sẽ có những cái nhịp gọi là chốt lại đúng không ạ nhịp điều chỉnh chốt lại này nhịp điều chỉnh chốt lại này nhưng mà anh chị mình sẽ thấy quan sát á là cái cổ gọi là cái cổ phiếu khi mà yếu tố xuất hiện như thế á, thì cái thanh còn nó không có nhiều ha cái thanh còn không cả cao đến lúc một cái thanh còn nó bắt đầu nó xuất hiện những yếu tố lớn này lúc đó mới là những cái lúc rủi ro của cổ phiếu ha giống như nhịp này nè đấy đi lên nè sao vậy cũng có những phiên chốt lại này đấy, những phiên chốt lại này Đấy nhưng mà bắt đầu đó yếu tố thanh còn nó lớn này thì bắt buộc á nên nó phải bắt đầu là tích lũy lại này cạn cung thì nó sẽ đăng tiếp cho nhịp sau Ha, nên là những cái phiên này này phiên chốt lại này phiên chốt lại này hoàn toàn bình thường thôi không có vấn đề gì đâu ha à đây nó là nó chưa có những cái gọi là cái tín hiệu cho thấy một cái yếu tố phân phối thì anh chị mình có hai mình cứ tiếp tục mình cầm nắm thêm đối với những cái mạng cổ phiếu mà mang tính chất gọi là nó đã vượt khỏi những cái vùng kháng cự này giống như là con DG ha còn quay trở lại đối với những cái mạng cổ phiếu khác giống như là con CEO thì CEO thì nó có những cái trạng thái nó bị trực viên đúng ạ à, nó là cái sang Hà Nội nó là anh chị mình sẽ thấy nó yếu tố về trạng nó tương đối nhiều nhưng mà anh chị mình nhìn qua cái volume này anh thông volume nó tương đối bé đúng không à, ạ nhìn chung là nhìn chung không phải bé mà là cũng là cũng không phải quá lớn có nghĩa là cái phiên dòng tiền vào nó vẫn đang có được những cái yếu tố về mặt duy trì ha tuy nhiên là cái vùng giá 26 ngày hôm nay nó bị đánh thùng á có nghĩa là đánh thùng vào 26 này thì đánh giá trong những cái vài phiên sắp tới nó nên quay trở lại vùng giá 26 này còn nếu á mà trường hợp mà nó đi đi lăn lăn ở dưới vùng giá 26 đó, có thể là nó sẽ quay gọi là nó sẽ tích lũy trở lại quanh ngưỡng giá 25 đấy nhưng mà cái yếu tố tích lũy như thế này thì nó sẽ mất cực kỳ nhiều cái thời gian hơn anh chị lưu ý ha hơn là cái việc mà nó hồi phục lên một lại 26 sau bắt đầu nó đi ngang thì cái tuần sẵn sau này sẽ đánh tiếp ha nên là anh chị mình có thể mình chú ý cho những cái vận động tiếp theo này ha còn cái trường hợp xấu của cổ phiếu đó, khi mà nó phụ định lại cái phiên mở biên này đấy con khi nào nó thung lại cái phiên mở biên này anh chị mình nên chặn ha thì khi nào nó thông có lại phiên mở biên á thì cổ phiếu nó sẽ mất thời gian và lúc đó có khả năng nó sẽ tạo ra một cái dòng nhận dắt mới cho cổ phiếu ha nên là chị mình chú ý cho những cái vận động này tiếp theo và tiếp theo qua những cái mà cổ phiếu khác như là con đất xanh đó đất xanh ngày hôm nay cũng test trở lại có nghĩa là test trở lại vùng cái vùng kháng cự biên trên này cũng test lại gặp cũng gặp, gặp một cái áp lực tương đối lớn này đấy, thì con này khi nào nó thùng khoảng giá này nó sẽ xấu còn cái trường hợp mà nó có thể trong ngày mai nó sẽ có những nhịp nó test và sau đó nó hồi phục lên nhưng mà cái quá trình hồi phục lên đó tại vì cái bằng chắc cái biên này là cái biên lỏng đúng không à, ạ anh là cái việc mà anh chị mình thấy này cái biên lỏng này kể cả cái phiên mở biên xuống này có thể nó cân bằng nó hồi phục lên nhưng mà nó sẽ mất một vài phiên có nghĩa là khi mà cái thanh còn lớn nó xuất hiện đó, thì cái áp lực cung cái này nó sẽ có đấy nên là những cái nhịp hồi phục lên á nó sẽ là những cái điểm chốt ngắn cho anh chị mình ha còn những cái gọi là cái điểm chốt ngắn còn cái trường hợp này nếu mình hấp thụ tốt của anh ngưỡng này đánh bức thoát trong giai đoạn sau thì nó sẽ tiếp tục nó tạo ra một cái cái dư địa gọi là dư địa chạy sóng mới cho cổ phiếu. Ha, đấy là một vài cái mà cổ phiếu của những ngành bất động sản. Ha, tiếp theo qua những cái nhóm ngành khu công nghiệp ngày hôm nay cũng có những yếu tố mở biên giống như là con KBC. Nhưng mà anh chị mình để ý này, con KBC nó có một cái gap. Có nghĩa là có một cái gap quanh ngưỡng này. Thì nên giá cái mất cùng hai mươi Nếu mà nó bị đánh thùng á, thì nó sẽ mất thời gian. Thì cái con này có đặc tính gọi là cái cái yếu tố tiêu cực đó, chính là cái thanh khoản ngày hôm nay nó tương đối lớn có nghĩa là tương đối lớn trong giai đoạn này bắt đầu nó có những dấu hiệu nó gia tăng á thì mình giá đấy là một cái điểm không quá tích cực đối với cổ phiếu và thường nếu mà nó có những giai đoạn nó hồi phục lại thì nó cũng sẽ mất thời gian. đấy nên là nếu mà anh chị mình nhìn qua những cái mạ cổ phiếu mà nó đã vượt đỉnh trong giai đoạn vừa qua anh chị mình sẽ thấy á khi mà những cái con này nó nếu mà gọi là thị trường hồi phục quá thì những cái con này em đánh giá nó sẽ hồi phục đầu tiên nhưng mà sao vậy? Nhưng mà nếu mà anh chị mình nhìn qua các vận động của cổ phiếu giống như con kbc đi chẳng hạn thì khi mà nó hồi phục lên nhịp đầu á thì cái vùng này nó sẽ là những cái vùng kháng cự đối với cổ phiếu nên á là nếu mà cái thị trường của chúng ta nếu mà nó có những cái nhịp hồi phục lên gọi là gọi là mình thuộc dạng gọi là hồi phục đi lên á thì nó sẽ sao vậy nó sẽ gặp lại những cái vùng kháng cự và nó thường nó sẽ mất thời gian đấy nên làm đánh giá là thị trường của chúng ta nơi gọi là đừng nên hồi phục quá là nhanh mà sao vậy mà bắt đầu nó tạo ra một cái vùng nền biên dằn co để mà nó hấp thụ thì lúc đó những cái gọi là cái nhịp tăng tiếp theo của cổ phiếu nó mới mạnh được và nó mới xe được còn nếu mà nó hồi phục ngay luôn á thì nó rất là dễ nó gặp những cái vùng kháng cự đấy nên là nếu mà nó hồi phục ngay thì cái vùng này nó sẽ là những cái vùng kháng cự đối với cổ phiếu ha còn trường hợp khi mà nó đánh thông khỏi vùng giá giống như là vùng giá 25.8 á thì khi mà nó phụ định lại cái phiên này thì cổ phiếu nó sẽ xấu gọi là về mặt ngắn hạn nó sẽ áp lực ha thì có thể nó về lại những cái vùng nền biên dưới này nên là chỉ mình có thể mình canh gọi là mình theo dõi những cái mốc gọi là cái mốc hỗ trợ và cái mốc kháng cự đối với cổ phiếu của chúng ta ha hay là tiếp theo qua những câu giống như, như, như SJC nhìn chung là hôm trước nó bắt được hôm nay nó phù định lại thì nhìn chung là về mặt ngắn hạn nó tương đối tiêu cực á, tôi gọi là không quá tiêu cực nhưng mà nó sẽ có những cái áp lực có nghĩa là nó có khả năng nó sẽ hồi test trở lại vùng giá 14 này nhưng mà vùng giá 34 vô hình chung bây giờ nó sẽ là những cái vùng kháng cự trong ngắn hạn đối với cổ phiếu còn những cái vùng dưới này đều là những điểm hỗ trợ cổ phiếu cả ngày hôm nay vô hình chung nó lắp lại cái gap này thì em đánh giá khả năng hồi phục của trong những cái phiên tiếp theo nó sẽ có ha thì cái phiên hồi phục tiếp theo á nếu mà đánh vượt kháng không giá 34 luôn bắt đầu nó tích lũy lại thì nhịp sau nó sẽ đánh mạnh anh chị mình phải lưu ý và vô hình chung cái nhịp này nó sẽ đóng vai trò là một cái nhịp dụ bò đối với cổ phiếu ha nhóm ngành công nghiệp rồi tiếp theo qua những cái nhóm ngành khác giống như là nhóm ngành à, sản công nghiệp rồi tới nhóm ngành à, nhưng mà là đầu tư công. Đầu tư công xe 4G này, Đấy, bùng nổ lên. Em hôm trước có cập nhật với anh chị mình á là khi mà nó bùng nổ cái biên độ này nó tương đối lỏng Nên là thường nó cần có yếu tố nó gọi là nó ta gọi là nó siết chặt cái lượng biên. Thì là cái con này á là cái con mà nó vượt đỉnh. Có nghĩa có nghĩa là hôm trước em có cập nhật với anh chị mình những cái con này vượt đỉnh nó sẽ báo hiệu. Nhưng mà nó báo hiệu, em đánh giá nó báo hiệu không phải là báo hiệu trong cái nhịp này. Tại vì cái nhịp này nó đã có những cái con dẫn dắt rồi. Đó nên là nếu mà nó báo hiệu nhịp này á gọi là báo hiệu cái phiên này á là nó sẽ báo hiệu cho những cái nhịp sau đấy nên là nếu mà cái trường hợp thị trường của chúng ta nó xuất hiện những cái yếu tố giao thoa sóng tiếp tục thì anh chị mình phải chú ý cho những cái mã cổ phiếu nó đang tạo tín hiệu trong nhịp này có nghĩa giống như là con nhóm ngành đầu tư công có C4G này là những con nó vượt định để mà nó tạo tín hiệu nhưng mà nó không phải tạo tín hiệu cho cái nhịp này của thị trường mà có thể nó sẽ tạo tín hiệu cho một cái nhịp độ sau Đấy, nên là nếu mà nhịp độ sau nếu mà chị mình muốn đánh cái xong dòng á thì có thể cực kỳ chú ý tới những cái nhóm ngành giống như là nhóm ngành đầu tư công ha thì ngày hôm nay thanh khoản cũng không phải là quá là lớn đâu nên là nhìn chung là những con này em vẫn đánh giá là nó vẫn sẽ có khả năng đi lên lại ha những cái con HHV này vùng dưới nó đều hỗ trợ này nên là thường nó sẽ có những cái xuống nó còn là khi mà nó về lại hỗ trợ thì sau chị có khả năng nó sẽ test về nhưng mà vô chung nó test về là những cái vùng nền biên trên nó sẽ là những cái thời điểm kháng cự ha nhưng mà cơ bản chị mình sẽ thấy là những cái nhịp này nó sẽ là những nhịp tích lũy Đấy, nó sẽ tạo ra dư địa cho những nhịp độ sau ha à, nếu mà nhịp độ sau nó dẫn dắt giống như con C4G nó phát tín hiệu đi chẳng hạn thì những con này nó sẽ có khả năng nó dẫn dắt đi lên để mà nó bổ trợ cho cái nhóm ngành của nó ha hay là những cái con giống như là con 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 LCG đi chẳng hạn đúng ạ à, lên sẽ gặp biên trên cổ phiếu điều chỉnh áp lực bình thường đúng không à. ạ có thể nó về lại biên dưới có thể là nó nhung nhằn dần co quanh cái ngưỡng này để mà nó chờ đợi một cái nhịp sâu nó dẫn dắt thì sao nói nên là chị mình phải chú ý cho những cái sự vận động cũng như là những cái tín hiệu sớm của những cái nhóm ngành giống như là khu đầu tư công ha BCG tương tự như thế này test lại về kháng cự này nhìn chung là những con này thì biên trên biên dưới thôi có nghĩa là mình giao dịch theo biên thôi lên biên trên bán xuống dưới thì chị mình có thể mình cân nhắc mình tham gia đúng không à. ạ đấy thì chị mình có thể mình lưu tới ha công nghiệp rồi tiếp theo qua những cái nhóm ngành thép thép HPG này ngày hôm nay gọi là nhìn chung là cái yếu tố test về nhưng mà volume nó tương đối lớn này thì em đánh giá là cái mốc gọi là cái mốc uh, 21.5 á là cái mốc mà hỗ trợ đối với cổ phiếu nếu mà nó thùng mốc này thì có thể có khả năng nó sẽ về lại về 20 đấy 20 21 đó. Đó, anh chị mình phải lưu ý ha nếu mà nó giữ nhịp được thì có khả năng nó sẽ test về làm như 20 à, 2.5 và bức thoát như 25 thì nó sẽ sao chị nó sẽ là những con đã phát tín hiệu ha đó là những cái móc của cổ phiếu hay là HSG này HSG nó có một cái mốc là khoảng giá 10 10 10 là 15 ấy. đấy nếu mà đừng, cái nhìn chung là cơ bản cổ phiếu nó vẫn giao dịch theo một cái biên thôi có nghĩa là biên trên biên dưới thôi ở à, bên dưới cổ phiếu là hỗ trợ bên trên là kháng cự thôi Có nghĩa là nó chưa phải là những cái dòng tạo sóng trong nhịp này Nên là những cái con mà nó thuộc dạng giao dịch theo biên á Thì chỉ mình cứ lên bên trên, chỉ mình canh uh, Nó sẽ là những điểm target và xuống bên dưới nó sẽ là những cái điểm hỗ trợ đối với cổ phiếu Ha, à, năm kim tương tự như thế này Bên trên bên dưới thôi, mười 14 chính là cái điểm hỗ trợ bên dưới cổ phiếu Bên trên thì nó sẽ rơi vào khoảng giá 16, 16.5 ha à những ngành thép tiếp theo là những cái nhóm ngành chứng khoán một vài cái mã cổ phiếu chứng khoán giống như là con những cái con như con SSI đi chẳng hạn SSI hôm trước có cập nhật với anh chị mình đó là cái điểm tiêu cực cổ phiếu chính là cái volume test trở lại nó tương đối lớn tương đối lớn cho thấy những cái lực cung nó còn tương đối nhiều nói nên là nhìn chung là những con này nó sẽ có một cái móc hỗ trợ tiếp theo chính là vùng giá 22 kỳ vọng test lên về lại giá 22 bắt đầu nó tạo ra những yếu tố cân bằng cho những nhịp mới ha thì nếu mà anh chị mình có thể mình lưu ý thì mình có thể mình lưu ý những cái móc này 21.5 đến 22 đối với mã cổ phiếu của SSI ha hay là HCM tương tự như thế này Đấy có thể nó test về là quanh ngưỡng về 20, 24, 25 á cái 24.5 25 á, con mốc này nó sẽ là những cái điểm hỗ trợ. Đấy là những cái điểm gọi là khi mà nó test về với một volume thấp á, nó sẽ là những yếu tố an toàn để cho anh chị mình có thể mình đánh ngắn những cái nhịp hồi. Mà những cái con này mà test về hỗ trợ á, nó đều là những cái con đánh ngắn nhịp hồi. Còn những con nào đánh sóng á, nó phải bắt buộc nó phải tạo ra những cái đặc tính của cái sóng, có nghĩa là thứ nhất nó phải có được những cái đầu tích lũy. Cái thứ hai nó phải có được những cái con nhận dắt, cái thứ ba là nó phải cần hỗ trợ của cái điều kiện thị trường. Có nghĩa là, có nghĩa là thị trường chúng ta bắt đầu nó phải công bằng ổn định trở lại thì lúc đó sao chuyện lúc đó nó mới tạo ra một cái điều kiện để cho một cái dòng nó tạo sóng anh chị lưu ý ha à, và VCI là nhìn chung là nó khả quá hơn một chút có nghĩa là như giữ nhịp tốt hơn một chút nó nó cần cái vùng rắc, cần rắc vút bước rắc không nhóm 33 nó sẽ vào một cái nhịp mới ha à, nên chờ đợi vực nhé 33 nhóm ngành chứng khoán rồi tiếp theo qua những cái nhóm ngành ngân hàng nhóm ngành ngân hàng thì nhìn chung em có cấp đề cập với anh chị mình đó là cái nhóm ngành mà nó chiếm một cái tỷ trọng uh, tỷ trọng tương đối lớn uh, tỷ trọng tương đối lớn đối với thị trường đấy nên là khi mà cái nhóm ngành này để mà nó mạnh đó, thì bắt buộc thị trường của chúng ta nó phải có sóng nên à, nhưng mà cơ bản sao gì nó vẫn sẽ có khả năng gọi là nó đi gọi là đi lên bên trên bên dưới thôi, Đấy, chứ không phải là một yếu tố quá là rủi ro đâu có nghĩa là nó gọi là giao, giao dịch cầm chừng là thuộc dạng giao dịch cầm chừng ở bên dưới bên trên này à, ha là những con stb này À, hôm nay test lại nhưng mà volume hơi lớn này nói chung là nó phải cần có một cái giai đoạn cân bằng mới đối với cổ phiếu ASHB à, tương tự như thế này hồi phục thì vùng trên này nó sẽ là những cái điểm kháng cự đầu tiên 12 12.5 là vùng kháng cự đầu tiên ha à, những con giống như con VIP này có có đề cập với anh chị mình nó bùng nổ ở những cái vùng nền đáy đi lên mà bùng nổ với một con lớn thì rất là dễ nó sẽ có những nhịp té lại Tại vì sao như thế? Tại vì sao chị? Tại vì cái khi mà bùng nổ lên nó gặp áp lực cung nhiều, áp lực cung nhiều bắt buộc nó phải có những xu hướng nó test lại để mà nó dụ những cái lượng cung này ra. Đấy, thì vô chung nó dụ lại thì ở những cái vùng hỗ trợ này nó thì nó sẽ có một cái nhìn chung là nó sẽ vô chung nó sẽ tạo ra một cái viên. Đấy, nên là những cái giai đoạn như thế là mình gọi là giai đoạn tích lũy đối với cổ phiếu ha. nó nhóm ngành ngân hàng. Và tiếp theo qua nhóm ngành dầu khí này BVD này Đấy hôm trước đề cập với chị mình cứ lên biên trên là nó gọi là nó đó chính là những cái điểm chính là chị mình bán ra gọi là bán ra nhưng mà đừng có bán hết gọi là cái điểm chốt lại đầu tiên đối với cổ phiếu ha nhìn chung là cái biên độ này nó đang có những cái sự giao dịch tương đối lỏng á thì em kỳ vọng cho những cái vùng này nó sẽ giữ trên cái mốc 21.5 thì nó giá nhịp sau nó sẽ tích cực hơn ha nhịp sau nếu mà cái trường hợp nó giữ được cái yếu tố tiền đề như thế này á vượt giá 23 nó sẽ là những cái dòng dẫn dắt cho những cái nhịp sau ha BVS nè BVS thì uh, vừa cần vượt giá 28 ha hay là PVC là cần vượt giá 17 thì uh, hôm qua có những yếu tố nó vượt nhưng mà em cũng có đề cập với anh chị mình đó là tương nó tương đồng với những cái con xe quá có nghĩa là khi mà nó bùng nổ lên nó không có yếu tố quyết liệt mà nó lại có những yếu tố nó điều chỉnh giảm trở lại ở những về mặt cuối phiên nên là thường những con này nó test sau đó nó nó sẽ có một nhịp nó test về lại dễ 17 nữa nếu mà nó bùng nổ quyết liệt thành công á thì em đánh giá là cái hai cái dòng mà anh chị mình có thể mình để gọi là cái chuẩn bội cho nhịp sắp tới đó, là cái nhóm ngành đầu tiên chính là cái nhóm ngành đầu tư công cái nhóm ngành thứ hai chính là cái nhóm ngành dầu khí ha hai cái nhóm ngành bệt rồi này bởi ra cần vượt giảm 10 13.5 nhưng chúng có bạn bên trên bên dưới thôi không có vấn gọi là cũng không có những cái vấn đề lớn có nghĩa là không phải xuất hiện những yếu tố lực bản lớn gọi là không phải giai đoạn phân phối tại vì không có phân phối nào mà, mà nó nó đi trong một cái nhịp độ tích lũy này cả đúng không à? ạ nhịp này là nhịp tích lũy có nghĩa là giao dịch giữa biên dưới biên trên và thanh khoản như này không phải là một cái thanh khoản phân phối cả anh chị lưu ý ha nên là những con này mà đánh giá nó có vẫn có khả năng nó về lại những cái vùng nền biên trên đối với cổ phiếu đó là một vài cái nhóm ngành mà anh chị mình có thể mình chú ý mình mình, mình cân nhắc cho những cái hành động của chị mình ha thì nhìn chung cơ bản của thị trường của chúng ta nó xuất hiện hai cái phiên áp lực mặc dù á anh chị mình sẽ thấy cái nhịp này á thị trường tăng không bao nhiêu như gọi là thị trường của chúng ta tăng từ vùng giá một trăm lên vùng tiềm cận vùng một nghìn có nghĩa là gần 50 điểm nhưng mà cái cổ phiếu của anh chị mình cầm nắm nó tăng không bao nhiêu nhưng mà cái hai phiên này giảm điểm thì anh chị mình gọi là nó giảm lại hết thì đến chứng tỏ cho những cái việc mà mình lựa chọn sai cái mã cổ phiếu sai cái dòng dẫn dắt thôi anh chị lưu ý ha nên là cái giai đoạn tiếp theo nữa thì mình phải chuẩn bị cho một cái giai đoạn tiếp theo nếu mà cái trường hợp mà nó xuất hiện những yếu tố giao thoa này đi chẳng hạn thì mình nên nắm bắt cái nhóm ngành nào mình nên nắm bắt cho những cái đặc tính như thế nào đấy mới là những cái điều quan trọng của thị trường của chúng ta để mà cái mang lại một cái hiệu quả đầu tư cho anh chị mình tốt hơn ha thì đó là một vài cái nhận định của em về cái thị trường chung của chúng ta thì nếu mà anh chị mình thấy hay đừng quên like và subscribe kênh để mà nhận những cái thông báo mới nhất cũng là những cái động lực để mà làm ra những video tiếp theo. Nếu mà anh chị mình thấy phù hợp với quan điểm đầu tư của anh chị mình thì anh chị mình có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0339 079 856 để mà cùng đồng hành cùng em trong room khách hàng mình nhận những cái khuyến nghị nó cụ thể nhất, nó sâu xác nhất trong viên ha. Thì em cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn anh chị mình vào video lần sau ạ.